Dạ Thanh Long, kính chào quý bà con. Lần đầu tiên quý bà con đến với kênh, hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký và một chia sẻ. Chúc quý bà con một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Sau đây mời quý bà con nghe bản tin giá Thanh Long của ngày hôm nay. Nhiều nông dân Pháp bỏ vườn Thanh Long, bài toán khó của Hiệp hội Thanh Long. Thưa bà con, theo nguồn tin cho biết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long cho biết tại Bình Thuận, tại huyện Hàm Thuận Bắc, đầu năm 2022 đã có 1.400 hectare thanh long dừng sản xuất hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác. Long An cũng 1.000 hectare cũng dừng canh tác. Tình trạng này người dân phá bỏ thanh long cũng diễn ra ở một số địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, do tình hình xuất khẩu thanh long gặp nhiều khó khăn, người dân phá bỏ rất nhiều. Các cán bộ ngành khuyến cáo bà con cần thận trọng, cân nhắc kỹ trước khi chuyển đổi ồ ạt vào cây trồng khác. Kính thưa quý bà con, sau đây mời quý bà con hãy xem bản tin giá thanh long của ngày hôm nay. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 từ 11.000 đến 14.000 đồng một ký, loại 2 từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký, loại 3 từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký, ruột trắng miền Tây từ 3 đến 6.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng Bình Thuận về vựa bò đẹp là 8.000, 7.000, 6.000, bò sàn là 5.000, 4.000, 3.000, hàng giạt là từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có giá từ 12.000 đến 14.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng Muso có giá từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống từ 1 đến 3.000 tùy theo vào thương lái, tùy theo vào vựa, tùy theo vào khu vực. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã nghe bản tin giá thanh long của ngày hôm nay. Quý bà con muốn giá thanh long bao nhiêu để có lãi, hãy xin để bình luận bên dưới để kênh đề xuất với nhà nước.